Phần thứ hai nhé, phần thứ hai thì mình vào web để xem được thông tin gì trên web này không. Thì đây web của cái thằng Condina đây đấy, vào web rất là giao diện rất là đẹp đúng không các bạn, khá đẹp. Rồi tiếp tục thì biết là có cổng robot tt thì mình sẽ vào cổng đấy. Trước khi cổng đấy mình thử xem cái gửi có cái gì không này, bấm thử cái gửi này nó trả mình cái gì cả, nó bằng thư mục của a game một gì đấy nhưng mà chả có gì trong này cả. Mình quay lại nhé. Rồi rồi mình sẽ vào thư mục robot.txt vừa nãy mình nói trong cái livestream một ấy, thuộc robot xem nó có gì không nào. Nó sẽ cần sẽ có cái file thư mục đường dẫn con ở bên dưới như mình vừa nói ở phần một ấy. Đấy robot đó đấy, cái hướng dẫn như này audit oh, lâu 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 không cho phép, không cho phép cái gì đó. Nhưng mình cứ vào thôi, cái thư con rồi này, mình cứ vào mình xem từng thư mục con tôi có cái gì. Đầu tiên là mình có thư mục gửi gì ra Angela một nó chảo cái gì rồi, thì mình sẽ vào thư mục tiếp theo là thư mục Angela 2, Angela cái L1 này không có gì không nào. Angela L1 chả có gì cả, Ufam có gì không nào. Nó chả có gì cả. Caro là một lại cháu cái quái gì cả rồi nha. Mình sẽ quay lại tiếp. Thì lần thứ hai là phần nothing. Đưa dẫn nothing có gì không nào. Nothing. Để ý là nhiều khi mã nguồn này hở này thì có thông tin rất quan trọng họ sẽ lưu ghi chú lại trong cái phần mã nguồn như thế này. Thì mình sẽ ở đây có thông tin là go not you go back thì chẳng có gì đâu, mình sẽ xem mã nguồn của nó lại mình thông tin ở đây này. Mình có thể thấy được một thông tin rất là để quan trọng của nó để lộ trong đường mã nguồn của họ là my secret path bằng họ đó là cái path này này đấy, cái list path này mình sẽ lưu lại cái path này, cái path này mình sẽ lưu cho mấy kali nhé, để lưu lại cho mấy kali. Mình tí mình khai thác xem user của nó là user gì, với user mình thấy user một nó là có Tolmit đấy, tôi Tauhid đọc tiếng Việt là Tauhid, tí sẽ khai thác nó. Rồi giờ mình cứ lưu lại cái thông tin user cho nó, lên bắt ra đã. Copy thông tin cái bát vào và mình sau khi có thông tin bao giờ mình thực hiện mình sẽ chuyển sang thư mục chính là cái đường thư mục là máy Kali ấy, để mình tiếp tục khai thác tiếp bằng cái lệnh db lệnh lệnh quét thư mục nó được mở ra, nó không nghe được để bóc lít cho các sai ra biết ngoại thư mục trong cái rốt tên tên ẩn đi đấy, thư mục rốt tên tên đấy. Video phần 2 là phần khai thác ở đây đây thôi, là phần 2 này. Phần 2 của mình chỉ đây là phần lấy thông tin từ các cái đường dẫn thư mục. Rồi thì mình sẽ phần 3 là phần tiếp tục khai thác các thư mục khác ngoài thư mục thể định tiến trên thư mục load tt nhé. À,